Rồi, xin chào cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà. Mấy hôm nay thì gia đình mình cũng đang thống nhất lại cái ngày mà để tổ chức một cái bữa tiệc gọi là tiệc tất niên hàng năm á cả nhà. Thì hôm nay thì cũng tương đối đầy đủ rồi, nên là quyết định vô nhà mẹ để mình làm một cái bữa tiệc nho nhỏ. Chiều nay gia đình mình bưng xỏ một bữa nha cả nhà. Bữa nay là 26 Tết rồi cả nhà. Bữa nay mình vô tập trung vô nhà mẹ cho nó rộng rãi, ngoài trời thì nó hơi chật đó. Vô nhà mẹ ăn tất niên luôn. Rồi bây giờ mình đi vô nhà ăn luôn ha. Nhà mẹ thì cũng mới làm xăng nè. Hôm bữa mà nói cái vụ làm xăng với chú cháu, làm xăng đó là tiếp mẹ làm xăng để năm sau cái mùa nước nổi nó không bị ngập nữa. Thì mẹ cũng có trang trí bông nè, bông hoa Tết mà chưa mua cái đầy đủ. Mẹ nói chắc hôm bữa mai mốt gì quẩn thì mẹ đi mua thêm để thêm cho nó nhìn cho nó sơm. Này thêm mới nữa là được à? Thêm mới chẳng thọ nữa là đẹp rồi. Cha đang làm đặt giặt cái gì đó dàn bông cho mẹ. Cha đang làm mấy cái dàn lan. Mấy cái lan này treo ra. Cái này nó bích cửa nhà quá. Ăn xong chưa cha? Ôi, chào nó nha. Rồi, mọi người trong đây thì chuẩn bị làm đồ tất niên. Xin chào cả nhà. Chào nhà. Rồi, bữa nay gia đình mình chuẩn bị đồ tất niên cũng có một món thôi nha. Bữa nay mình gia đình mình chế biến có một món thôi mà hoành tráng lắm luôn. Món cù lao xưa. Đó. Cù lao thì Băng có mua nè, xương để nấu hầm cho nó ngọt nước nè, rồi cô cho thêm mấy cái xương này để nó hầm nè, cộng thêm củ quả nữa. Rồi có lưỡi heo nè, bao tử nè, tim nè, gan nè, cọc nè, rồi bên đây là tôm. Dạ, tôm làm ăn cái đồ nướng đây hả anh? Trời ơi, tôm này nướng chứ ăn cù lao gì trời. Rồi mình làm cũng biến tấu lại đó, chứ mình làm kiểu lẩu bây giờ cù lao á. Mình có mua thêm chả cá nè, rồi thêm phần mộc để cuốn với trứng, đó là lẩu cù lao ha. Mộc cuốn trứng là cái cù lao xưa đó. Rồi bên kia có rau củ quả để mình kèm vô trong cái cù lao thì có bắp cải nè, bông cải trắng xanh, củ cải đỏ, củ hành, củ cải muối, rồi bông tiết, đủ thứ hết trơn. Bữa nay Băng mua cái một chút. Rồi bên đây thì gọi là cái thành phẩm của mấy chú cháu mình hôm trước làm nè, thịt nguội, rồi dưa kiệu, dưa món, lạp xưởng. Đó. Còn nem chui chả lụa thì Băng mua ngoài chợ nè. Không phải làm đâu, mình không có giỏi đến mức độ đó đâu nha. Dưa kiệu thì ăn với tôm khô. Rồi mấy cái này đồ khô không, mà chiều mình xắt ra mình bày ra là được. Bữa nay mình sẽ làm cái món là cù lao thôi. Cô Tin bữa nay là chính thức được nghỉ học hả con? Nghỉ 9 giờ. Chính thức nghỉ rồi ha. Rồi nghỉ được mấy ngày? Con nghỉ được 9 ngày. Ồ, 9 ngày này đi chơi dắt đã luôn rồi, vô học chắc quên chữ hết quá. Bữa nay thì Út Tiến buổi trưa mới về tới, còn Út Nhân thì tới 29 Tết lận. Trễ quá. Rồi chắc là ăn Tết vô mùng ăn Tết chung với Út Nhân sau. Bữa nay mình làm tất niên thì giống như là một cái bữa tiệc tất niên là kết thúc năm cũ á. Rồi con đi Tết bên nội cô Tiên về xong với cháu mình ăn Tết năm mới không? Tân niên hả? Tân niên đi, cái này tất niên. Đọc đi chị Linh. Rồi, mình cắt ra luôn. Có trung niên không? Trung niên không? Ở đây đúng, có thanh niên. Trung niên. 5 năm đó. Gì hả? Tự nói trung niên để ông Út làm chứ. Không, Út là thanh niên chứ Út. Út đâu có trung niên. 50 rồi là trung niên. Thôi, thanh niên. Chưa có. Dạ chưa. Bây giờ nè, gặp cuối năm rồi, năm mới kêu bằng anh Bảy đi. Bảy chưa chú nữa. Anh Bảy cho nó trẻ. Anh Bảy thiện hả? Kêu chú Út chú quầy nghe giàu quá không? Dạ. Kêu anh Bảy đi. Bữa nay lên luôn anh Bảy ơi. Kêu anh Bảy cái tao nói trời trời, có ông anh thì đâu già dữ vậy, còn chết nữa. Thà kêu chú Út mà nó trẻ, họ nói ồ chú Quông mà trẻ ha. Còn kêu anh Bảy mà sao, ủa anh của Quông mà sao già dữ vậy là chết luôn. Không được, thấy không, mình phải suy luận lại á. Ok. Út nói nè, đừng kêu anh bằng chú, phải kêu chú bằng anh. Đừng gọi anh bằng chú, nghe sao quá chua cay. Người ta báo anh là già. Phải ca hết luôn á. Bữa nay á là sẵn mình làm dưa cải luôn. Hôm bữa Băng dặn dưa cải đó mà mấy bữa nay lu bu cái không có làm được. Bữa nay sẵn cái củi lửa nè, cái Băng nhờ mẹ làm dưa cải để ăn Tết. Mẹ nêm vô trong đó đi mẹ. Năm rồi là mẹ cũng nêm phải không? Mẹ nêm. Mẹ nêm chuẩn cho mẹ nêm. Em nêm lỡ năm nay chết thật ạ. Năm rồi ngon quá trời. Để cho muối nè, với lại Băng có mua chuẩn bị đường mía nè, cho vô trong này.
rồi chắc nếu mà ít thì mình cho đường mình vô luôn. Sau cái này đó, là bao nhiêu đường chảy nè ba? Em mua 3 cục này là 1,5 kg. Cục nửa ký. Năm nay mình ngâm có 1 chục ký à, năm không có nhiều bằng năm rồi. Đúng rồi, năm rồi nhiều. Năm rồi nhiều. Năm nay thấy làm nhiều đồ ăn quá rồi ngâm bớt bớt lại. Cái này là nó sẽ cho ra cái màu vàng luôn á cả nhà. Cho ra màu vàng đó anh Quang, mà nó thơm. Ừ. Để ra cho nó mọc tay. Nhiều củi được. Chút nữa cái nguội á, cái mình chế vô trong cái dưa cải. Rồi cái em sẽ bắt cái nồi nước khác vô để nấu nước cù lao. Ừ. Nấu ngoài này luôn. Chứ ra nấu kiểu không nổi. Tại cù lao mình có một mớ xương mình hầm cho nó ra nước ngọt nữa. Hồi năm trước á là mình kho thịt ở chỗ này nè cả nhà, kho thịt với nồi hủ qua. Năm rồi mình làm dưa cải sớm lắm, năm nay làm chắc ngày mốt không kịp ăn rồi, không kịp ăn thì tới mùng mình ăn. Hết mấy đồ ăn này cái mình ra mùng á anh Quang, lấy dưa cải chấm thịt kho. Nhức nhói luôn. Rồi, anh thấy cái nước nó vàng lên rồi đó, chưa tan ra hết mà nó vàng rồi. Giờ vậy là mình chỉ để đây cho nó tan gia vị ra hả mẹ? Em lại mình có dự ăn không đó. Rồi, rồi xong nữa mẹ, quên. Để nguội cho nguội. Để nguội. Ờ, mình sắp cải vô, mình chế vô ạ. Vậy là chỉ đợi ngày ăn thôi. Ngày xưa nè, đi mà lúc mà nấu lẩu á, cô lao á, thấy phụ nữ giúp á, mình không thích cô nào thấy ngồi đó là giả bộ lại sắc sắc. Không phải giả bộ chụp chụp mà chụp thấy tay cô nào đỏ mặt cái là rồi đó. Thì luôn đó. Chụp đó. Chụp đó vậy đó, chụp đó là cô đó đỏ là xong. Giả bộ nữa để mà chụp tay cô đó đỏ mặt là lụm. Mà cô đó cô nào mà không đỏ là rồi. Đừng có đó đâu, chắc như lúc đó khắc hình chữ hát tên rồi đó Út ngay trong cái củ cải mình đó. Mình chụp tay trước đi, cái hơi tới giờ đọc sao là mình cắt chữ, cắt tên rồi à. Hỏi bà con nha, qua màn hình có muốn chụp mà Út mình không, mình chụp giùm cho. Chụp giùm cho. Mình mở cái tay mình chụp cho. Chụp rồi, quá cho nên bây giờ tới giờ chưa vợ nè. Anh cái gì nhồi xong là anh dò viên luôn ha. Dò luôn sẵn tay nè để một rồi. Đấy cái đầu dơ nữa. Thơm quá trời thơm. Gia vị với hành. Năm nay ngày mấy nghỉ Tết anh coi? Anh làm hết 28. Hết 28 rồi. Rồi nghỉ tới mùng mấy vô? Nghỉ tới sáng mùng 6 đi khai trường lại. Khai mùng 6 là có độ ha. Sáng mùng 6 là có độ. Bữa đó ra là nghỉ mong là thấy vậy chứ nghỉ đi chứ cũng buồn. Mà nghỉ trễ, nghỉ ít quá thì cũng không được nha. Mà tới nghỉ rồi á. Đợi tới ngày vô làm. Đợi tới ngày vô làm đang gặp lại anh em không à. Anh em làm chung nó vui, nó im. Cái này nấm bông tiết này với lại da heo. Em cho nước vô trong này ngâm. Cũng tích tắc ha, cũng mau nở lắm. Mình ngâm một chút xíu nữa cái mình cắt ra nhỏ nhỏ để vừa ăn. Rồi em để đây đi, ngâm. Chút xíu mình cắt nhỏ nhỏ vừa miếng ăn. Cái nồi nước anh Quang bắt xuống cho mẹ để ngâm dưa nè. Giờ mình bắt lên để nấu nước cù lao. À, trong đây là xương nè, xương với lại củ quả khô mực, củ cải muối ăn cho vô trong này. Mình đã chần rồi. Mình cho vô nấu để cho nó hết nước. Tử nè. À, trong đây là trái tim nè, lưỡi heo nè, và trái cật nè, bao tử nè. Ăn chần rồi. Mình cũng cho vô trong này luộc cho nó chín luôn. Mình cho vô trong này đường phèn. Bắp cải này mình thấy là chẻ lòng 2, lòng 2. Cải này thì băng mua về rồi xong chẻ lòng 2 cho nó mau ăn nè. Mình ăn nhà không có bán, mình chẻ lòng 2 cho nó mau thấm. Rồi mình không có trụng. Mình phơi hôm qua nay cho nó héo héo á. Trụng thì nó cái màu nó không sáng bằng với nó không giòn bằng á. Năm rồi mình làm không có trụng á, mẹ làm thịt ngon nha. Giòn nó sợ luôn mà màu sáng trưng rồi chị Ly. Vàng anh luôn á. Yeah. Rồi để đây đi. Gụp gụp ha. Đói bụng hả chị Nga? Đói bụng hả? Bánh đò. Bánh đò mẹ mua ráng. Làm đỡ đói đi, cái này chiều mình mới ăn. 4 giờ mới ăn bởi tôi kiếm đồ ăn rồi nè. Tôi tính là buổi sáng, trời sáng đâu có ăn sáng. Kìa, nói gì ăn cái vụ ăn. Út mới ăn cơm qua kìa. Thôi, Út mới ăn cơm qua. Lại vô ơi, lì xì hết vô. Đem tiền vô lì xì cho con cái gì đi đâu hả? Gì hả?
Nãy giờ về bển ăn cơm phải không? Ăn cơm với gì Út? Chú Út Ba Khía. Thường đi tiếp đám thì cái thợ chính người ta kêu mình làm gì mình làm đó hả ta? Dạ. Rồi cắt làm sao, ra thịt làm sao thì người ta chỉ mình thôi mẹ. Ví dụ biết làm không biết thì nó kêu phải nấu á, ra làm ra cho mình cái mình biết. Dạ. Làm theo vậy. Nấu. Mình theo thợ nấu hả? Thợ nấu kêu sao mình làm gì đó nha. Kêu nãy giờ kêu cô uống hành là con phải uống mà. Uống là không được. Không đẹp là không cho lên mâm. Làm rõ là tự tư là nó co à. Con thử nó Út, cái nhà mình không uống nó cũng co nữa mà lâu, còn cái của mình uống cái đó nó dảnh thì luôn, dảnh quắn chứ. Dảnh quắn luôn đẹp á, dảnh quắn đẹp. Út Út như nãy, vừa nãy bà rửa bà cái củ quả chụp tay rồi cái này vô rồi gì chụp gì còn thấy có chụp được gì không? Chụp này hôi hành chết luôn. Không, cái bộ vô thái chỗ ngồi lúc mà ngồi lại tới bàn mà uống nước mà cắt chữ đó. Cắt xong mình đưa qua, mình không nói chuyện mình đưa qua. Nó đọc xong cười tủm tỉm. Anh lúc yêu quá vậy. Anh yêu đâu biết tiếng Anh. Chưa đâu có điện thoại gì. Ai thương ai cái bắt đầu là thấy thơ em mượn người khác rồi gửi, em đi dùng chuyển dùng. Chuyển dùng thôi, chuyển thơ không à. Chuyển dùng con đi chuyển dùng. Bây giờ, mấy em học sinh chắc rồi mình nghĩ ha, nó có điện thoại trơn rồi. Nó nhắn tin ha. Hồi thời mình đi học là biết gì không? Ghi giấy cái bắt đầu chọi. Không có nhét vô cuốn tập giả bộ giống như là cho mà tao cho mày mượn tập chứ ghi ghi đó lum lá chứ. Nhưng bữa nay năm nay lớp trẻ giờ có gì còn viết nhật ký như mình ngày xưa không ta? Nhật ký con không biết nhưng mà chắc xài điện thoại hết, không phải không ghi giấy quá. Chỗ bán á. À có một cây nghe chị Ly chứ không phải hai cây luôn nha. Không có chỗ hai cây nữa. Rồi bắt đầu đẹp lại rồi. Nãy giờ màu xanh bây giờ có màu cam cam. Nãy giờ là Út xong rồi lên giỏng nằm hút đi thuốc. Chị Ly còn này nữa là muốn xong rồi nè. Dạ. Dạ. Con đang quết cái mọc nè. Với cà rốt với hành. Cho nó quện với nhau rồi mình chắc trứng. Dạ nãy bằng mượn anh Khải anh dắt thành viên nè. Ăn luộc lên cho nó chín. Nó nổi lên nãy giờ là nó chín dữ lắm rồi đó. Giờ mình múc ra. Anh Khải chắc cái đói bụng hay sao mà dắt cho nó nhanh hết nè. Bự bự rồi là đã luôn. Không, cái này là gọi là ngập chân răng của anh Khải. Ăn cái đã tết tết luôn á. Sẵn nước sôi nè em cũng luộc mấy con thẻ luôn nè. Thẻ này luộc xong cái mình lột ra ngon, lột vỏ ra. Ngon ha, bự bự tươi tươi. Lòng thì em cũng vớt ra rồi, mới vớt ra nó chín rồi đó. Xong cái mình sắt rồi mình trộn tất cả lại vô trong một thau là được. Bên đây thì mình sẽ nhờ chị Ly chán trứng. Còn Băng thì đang canh cái mấy con tép nãy mới thả vô, chắc cũng chín. Em rửa cho nó nguội xong cái mình lột ra. Tết chứ mấy con này nó cũng không lên giá anh không? Giống như xứ mình gần xứ cũng như gần xứ tôm nè, nó cũng không lên giá gì đâu. Có đồ biển á, có đồ biển thì lên giá nhẹ đó, chả thì lên giá tại vì ghe nó vô anh Quân. Ghe bà con người ta vô hết rồi đâu có nhiều. Bởi vì cũng phải lên giá chút đỉnh. Vì cha phụ mẹ tiễn một ít lan treo ở trước cửa nhà lên cái vàng mà cha mới làm cho mẹ ở phía bên đây. Lưới lan này là tận dụng cái lưới cũ ở nhà mình hả cha? Lưới rồi đó. Dạ. Cái này là cha thiết kế cho mẹ hết luôn. Này phải tiếp tốn thêm mớ tiền mới treo đẹp được mẹ ơi. Cái vàng thì đẹp rồi đó, giờ treo lên không biết có lắp đủ hết hay không. Con thấy móc quá trời móc luôn nè. Dạ. Này qua Tết chứ gì bạn? Vậy hả? Chịu nữa là đẹp lắm á.
Cái này lan mẹ chơi, cái loại lan này là một chậu có 50 ngàn à ha cả nhà. Mà còn mấy cái nào mắc hơn thì mình không biết nha, nghe Băng nói có loại chậu có 50 ngàn à. Dạ. Mà nó cũng sống hoài hả mẹ? 50 ngàn là cái chậu cha đang cầm nè. Thấy ít ít chứ mẹ treo lên thấy giờ cũng nhiều rồi đó. Rồi em chán cái phần mọc nè, nãy mọc thì chị Ly trộn với lại gia vị rồi thêm củ cà gót với hành nè. Giờ chán vô. Không biết nhiêu là vừa nữa. Lâu lâu lắm lần. Người ta làm thì không dày lắm ha. Không dày lắm nè. Chứ làm nhà ăn sao cũng được. Ừ, làm nhà ăn à. Rồi giờ con cuộn lại. Làm sao nu hết không? Em nhớ cái lần gần nhất em làm là khi nào không? Rồi đặt ngoài đám dỗ nhà mình ngoài. Ừ. Dỗ cô Bảy. Trơn quá, không dám làm mạnh nó bị trứng nó tét. Quá trời ú luôn rồi anh Quang ơi. Cục cứ ăn cái nho tới chiều. Băng làm cái gì cũng ú nu hết trơn á. Người sao làm cái gì? Giờ mình bắt nồi nước lên mình chuẩn bị gì em làm xong mình sẽ hấp nó, xong mình cắt ra ha. Giờ mình sẽ cắt cái đòn thịt nguội mà thành quả của mấy chú cháu mình hôm bữa ngồi gói nè cả nhà. Giờ cắt ra rồi chuẩn bị đi bắt mâm luôn ha. Mình tới giờ ăn luôn rồi đó. Cắt cho mắc cỡ quá của mấy chú cháu nè. Em mà cũng được hen, mình làm này cũng không cuốn cũng không đều, không tròn mấy hen. Vậy là được em. Cũng được, ăn nhà thôi. Hay thịt bên gian bên gì thấy em rồi. Này kết hợp hai người ăn miếng ha, người nào thích ăn dai với thích ăn thịt đây kết hợp nước ăn miếng. Em ăn là dừa đó, em thích ăn da, anh thích ăn thịt. Mới lấy trong tủ lạnh ra nó dẻo tay, nó cứng tay luôn anh Quang. Giờ bắt mâm nữa đó anh Quang ơi. Bên đây là rau củ nè, chị Ly trộn lên giùm em nha. Mình cho tỏi vô. Nãy giờ rau củ mình sơ chế nha, mình có chần qua nước thôi, chần nhẹ thôi. Chị Ly trộn đi thử coi dừa, không dừa thì cho thêm. Rồi cái phần thịt tôm bên đây là để diện thôi, bắt ra thôi ha. Em cũng trộn một ít mỡ tỏi luôn. Đây tôm mình lọc vỏ nè, chả mình luộc xong rồi nè. Rồi lòng cặt lưỡi heo, rồi bao tử, gan heo, tim. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi phi vô mình ướp. Nãy giờ để không ăn dụng chứ bỏ tỏi phi vô là có người ăn dụng đó. Thơm lắm. Thơm lắm. Thật luôn. Bên nào cũng hấp dẫn cái gì, cái thau rau nhìn màu sắc là đủ hấp dẫn rồi. Bên đây trứng cuộn nè, quên nữa giới thiệu bà con, trứng cuộn nãy giờ Băng chị Ly cuộn rồi hấp xong rồi đó, sắp ra luôn rồi. Cũng khéo tay quá chứ. Khen lên đó, dân nhà mình khen lên đi chứ. Giờ thấy trước khen trước. Rồi xong. Bên kia mình sẽ nhờ anh Tiến chiên một mớ lạc xưởng mà thành phẩm của mấy chú cháu hôm bữa cũng ngồi chị Ly với Băng là nhồi tích cực luôn. Nghe là bữa nhồi lạc xưởng vui quá. Xong mình cho vô đây anh Quang ơi. Chắc ít thôi ha chị Ly, còn thịt nữa. Có gì mình chăm. Em làm quá không còn thịt thà hết trơn, chết luôn mà. Cái này tí xíu anh sẽ chịu trách nhiệm nhóm mới than kia. Cái này tí xíu mình chuẩn bị sẵn cái ca chăm nước súp á. Tại vì trong đây thì nó sẽ không có chứa nhiều được như mình ăn cái thau cái nồi lẩu của mình. Nó thưa thưa cho nó đẹp. Mông hành năm hơi nó quấn queo queo quấn queo lại, nhìn thấy nó dễ thương quá. Tại vì cho nó vô nước nó cuốn thêm á. Ừ. Rồi cho thêm mấy cái nữa đi. Nhiều vậy? Ừ, nhiều nhiều cho nó đẹp. Bên đây chili là xong ha. Xong rồi đó.
mặt thôi ha ba. Chị mặt thôi. Chị Ly đã làm nhiều quá, mới hai chị hết tiền tôm khô hết chứ bỏ mấy chỗ kia luôn nghe chị Ly. Yên tâm, nhà chị Ly cũng có tôm khô đền. Có gì bù hả? Bù lỗ. Mới dặn Út Tiến. Tôm khô này là Út Tiến bán. Năm rồi ban cũng có bán thôi mà năm nay lỡ hẹn à, quá trời công chuyện. Út Tiến nói ban ơi năm nay không nhập hàng sao? Nói thôi em hẹn anh năm sau đi, năm nay em lỡ hẹn với anh năm đi. Năm nay em lỡ hẹn với anh Tiến. Lỡ hẹn chiến đò đi. Năm nay em không có phân thân nổi luôn. Để cho chắc ăn như bắp năm mới rồi mẹ mới đặt người ta ship lại mấy trái bắp luộc. À, nước lẩu thì mình cũng có chăm rồi. À, than thì mình cho vô trong này nè. Hiểu ông bà mình hồi xưa là ăn rồi cho than vô chăm nước lẩu thì chút xíu độ nóng nó lan tỏa hơi là tự động nó sẽ nóng. Bỏ sôi một đó. Rồi bên đây than mà chừng nào mà nó cũng như là tàn đó nó rớt xuống đây. Bữa nay là đông đủ à, bà nội của Băng thì ông nội cũng hơi yếu đó vậy à, bà nội ăn cơm với ông nội cho vui, bà nội không qua được. Còn bên đây là bà ngoại của Băng nè. Dạ, bên đây là dì Tiên. Năm rồi là dì Tiên có ăn tất niên với gia đình con nữa nè. Có không ta? Dạ à, giới thiệu với cả nhà, đây là ba của Băng mới về quê ăn Tết. Chào cả nhà, chào cả nhà. Và bên đây là anh Hiếu, con của dì Ba. Chào anh. Bên đây là dì Chính. Chào. À, bên chào. Kia, bên kia chào. Là mợ Mười, mợ Út. Mười. Bên đây mặc áo sơ mi là cậu Mười. Cậu Mười là áo xanh. Cậu Mười là cậu cũng như kể như là cậu Út luôn đó. Không được. Bên đây là cậu Tám. Cậu Tám, Út Thiện bữa nay ngồi giữa cậu Tám với lại cậu Mười ha. Cậu quá, hôm nay mới xuất hiện lên YouTube nghe. Dạ. Rồi cha sắp xếp. Dạ. Chào cả nhà nha. Thì hôm nay cái gia đình mà Phó Y Hương gì tất bật công việc chuẩn bị cho Tết á. Thì hôm nay chắc trở lại. Dạ. Mà bữa nay chứ trở lại thì trước á thì xin cảm ơn cộng đồng đã cùng tham gia với gia đình. Hai là bữa nay cái buổi tiệc này là buổi tiệc gọi là tất niên, buổi tiệc cuối năm. Dạ. Thì mời cả nhà. Xin mời cả nhà cùng tham gia cái buổi tiệc chung vui hôm nay với gia đình một Phó quê hương. Và cũng con xin đại diện cho gia đình cảm ơn tất cả mọi người, quý cô chú anh chị và các bạn, cũng có các em trong đó nữa, thời gian qua luôn đồng hành cùng gia đình một Phó quê hương. Thì năm mới sắp đến thì thay mặt gia đình xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thật nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ gia đình mình xin mời cả nhà nhập tiệc nha. Rồi xin mời cả nhà. Mời cậu hai đi. Dạ, đại diện cha uống với cậu hai. Uống cái để mình thưởng thức những cái món mình chuẩn bị đâu mấy bữa nay chứ không phải là hồi sáng giờ nha cả nhà. Trong đó món cù lao chính thì chuẩn bị lúc sáng giờ. Tất cả những món còn lại là thịt nguội, rồi lạp xưởng và các loại dưa là gia đình mình cũng có chia sẻ video trên kênh Một Phố Quê Hương rồi. Thì làm bữa nay gia đình mình sẽ cùng nhau thưởng thức những cái thành quả của gia đình mình hốt. Hồi nãy mấy chú cháu có ăn dụng lạp xưởng nó béo quá quá trời ngon. Béo quá trời ngon luôn. Cậu Tám dừng nè. Chú Út mời cậu Tám. Lạp xưởng nó nào ngay mình làm theo khẩu vị nhà mình đúng không? Cậu Tám làm bán. Rồi Út con lao chút nha. Vô nhận. Dạ. Đủ rồi đi bữa hổm đi đi với ông nội Tin á. Dạ. Bà tắt không? Thì rượu này hồi đó mình uống á. Bữa nay gia đình mình thưởng thức rượu mít chứ không có uống bia. Đấy. Mời cậu Mười nè. Cậu Mười ơi. Mời cậu Mười nè. Vô cậu ơi. Nhớ. Làm miếng đi. Làm miếng hả uống. Quên. Bên đây là cậu Hai. Giới thiệu với cả nhà đây là cậu Hai. Mời cậu Hai mới lại. Mới lại sau. Mời cậu Mười. Ủa tưởng mít quá ta.
xin link nó đi mà câu hai luôn rồi lỡ rồi. Đây, có luôn mít đó. Thơm mít quá. Êm không anh Khải? Êm lắm em. Cầm luôn, cầm luôn. Chín. Con biến được lâu lắm rồi anh ơi. Ngon lúc nha. À, con mời cậu con hai ơi. Vô. Điện quá. Lâu quá cũng không có cụng ly với cậu hai. Năm rồi đó. Năm rồi mới uống lại với Quân Chao ha cậu hai. Vô cậu mời. Quân Chao uống. Rồi, mời lấy nhà đâu nha. Đang không phải chạy luôn rồi đó. Ăn được. Bằng em múc đi xong cái mình sẽ châm thêm. Châm thêm. Cái này đưa vô cái giá ông vừa mình xài cái muỗng này vừa vừa thế luôn. Điều ngoài. Hồi này mà đúng với đủ là hết sẽ không? Có nước đây nữa. Cái càn nước con để sẵn trên bàn. Hiếu à, Hiếu ăn đủ được kìa. Sao chưa ha? Đều hết rồi. Dạ, đều hết rồi. Rồi, chính mời một khóng quê hương này đi. Dạ, một khóng quê hương nữ. Rồi, con chính vô đi. Cái này nhỏ hơn gọn. Nó có hả? Thơm mít hả chính? Cái này đậm đặc luôn á. Anh Quang không pha. Nào xay ha. Nào ha, thì gỗ mít có thơm mít. Bữa nay á, phải mời hết một đội của một khóng quê hương luôn. Hết luôn. Hết luôn. Ngâm có bỏ đường luôn. Mít không hả? Mít. Hồi đó, hồi đó mình ở đây trước mình có ngâm hả? Có. Cứ mít tươi á. Giờ này là đói đâu. Còn mà nếu mít mình hơi khô á, ngâm thì ngon nào tí không giờ. Mít chính là để tươi ngâm hả? Không, mít chính là lột ra ngâm hả? Tám. Muốn với cậu. Hồi đó bắt trước ai ta? Hồi đó mình bắt trước ai Phượng? Bà Di. Hồi đó mình bắt trước ai hồi có một thời mình đi ăn nhậu. Làm kiểu hồi xưa. Cụ Lao hồi xưa. Dì ba còn nhớ cái cù lao này không dì ba? Nhớ cho bệnh bận nó làm cho ăn hoài. Dạ dạ. Nhưng mà bỏ ra ăn, nhưng mà không có là bằng cái chảo ăn trong cái bỏ trong cái chảo với lò ga. Dạ, chứ không còn cái cù này nữa. Không có cù này làm gì có chị. Cù này bữa nay dì ba cần một. À, chú Út cũng với cậu Út nè. Muốn với ní ná luôn nha. Làm hết nha. Cú năm sức khỏe dồi dào nha. Chú Út mình với lại cậu Mười là ngày trước ở miền Tây lúc mà Út chưa lên Đắk Lắk là hai người là bạn. Chiến hữu hả? À? Chiến hữu, gọi là chiến hữu. Cũng lâu rồi mới nhậu lại hết. Chiến hữu gì biết, cả nhà biết gì không? Chiến hữu trong chiến đấu bia rượu nè. Chiến hữu vậy hả cha? Không, tới em còn mời chiến hữu nhậu với em nữa. Con nghe nói cậu hai đó được mệnh danh là đại quý. Đại quý hả Út? Út là thượng sĩ. Đi ná nhậu chung với nhau luôn á. Dạ. Nhậu có cấp bậc nào hoàn bổn. Dạ. Sao nè, ông nói hả? Bốn sao nè. Cậu hai dữ dằn hả cậu hai? Dạ. Đại quý à. Đại quý à. Dầm lỡ tay cay quá. Nhậu có phong hàm đàng hoàng. Lúc đó đàng hoàng chứ không phải tiền. Nhưng vậy chắc khoảng 40, 41 chứ mấy hả? Ừ, cỡ đó à. 40, 41. Lúc ông Thiện còn ở đây hả? Lúc 19 tuổi đó. Thì bố ngoại chứ gì? Năm 92 á. 30 năm mà. Cũng dữ. Bây giờ cho anh nhìn á. Chính ơi, con thấy dì ba bên đây nước trắng quá à Chính. Thì sẵn sàng. Mời dì ba với mấy cháu. Dạ. Vô. Rồi bây giờ mình mời nước ngọt nha. Vô. Thôi chúc gia đình một khóc quê hương. Mời chị sức khỏe mà ngang phát tài. Vô. Qua năm mới làm ăn phát tài. Dạ. Rồi con cảm ơn. Rồi nhà một khóm quê hương. Dạ. Có sống đưa ly này cho ngoại. Dạ. Dạ. Nãy giờ dì ba có thưởng thức cù lao chưa dì ba? Dạ. Rồi những cái món còn lại là gia đình cũng chuẩn bị từ trước, những cái video trước. Cái này là, dạ. Cái này là ở nhà làm không đó hả? Dạ, cũng có một số món mình mua nhưng mà đa phần bữa nay là đa số là nhà làm. Dạ. Dì ba còn ở đây qua Tết dì ba mới về lại. Thì trong thời gian này rảnh thì dì ba lên trên đây chơi với tụi con. Thì cứ nấu thì dì ba lên à. Dạ. Anh Hiếu ngon không anh Hiếu? Ngon lắm. Ngon lắm, dạ. Dạ. Rồi. Em nấu mà được có người khen là em mừng rồi. Cảm ơn. Nhiều hả? Dạ. Rồi, anh với dì ba dùng tự nhiên nha. Ok. Không, tự nhiên mới chăm bẩn đấy. Dạ. Nói nói chứ, nói chứ. Dạ. Ờ, không, ý anh nói là gì nó nóng á, có kịp ăn không? Cù lao vừa ăn không cậu ha? Ngon. Còn than
Anh Khải nãy giờ ăn gì rồi? Ăn trứng trứng cuộn rồi. Dạ. Khải thử ăn là sướng anh Khải. Em ăn rồi. Cái chả đó là anh nhồi đó. Dai không? Sáng anh lấy 2 cây rồi. Béo. À, nãy em chiên chả dai cũng đây nha. Sáng mình nhồi mới dai vậy á. Mấy chị uống nha. Úc thử làm sướng chứ Úc. Nè thử nè. Rồi cây làm sướng. Nói chung chứ hồi nãy ăn vụng rồi. Dạ. Mà thật sự bữa nay là năm nay làm béo không năm rồi. Ăn ngon hơn. Tiếng rồi cái giọng lên là ngắt nha. Béo. Béo. Cậu Mười có thử là sướng rồi hả cậu Mười? Dạ. Dạ. Cái này cũng gia đình làm á cậu. Cái này con chiên bằng nước, cái nó ra cái mỡ bớt cái mỡ nó săn lại nó bớt. Lạp xưởng là chiên bằng nước. Nước rồi chưa? Nước nó mới ngon. Hai cậu cháu uống cái con lâu quá rồi mới gặp quà nè. Con cháu, con cháu, hai uống con cháu. Trời đất ơi. Xong rồi cậu Hai thử lạp xưởng đầu bếp Khánh Băng làm cậu Hai. Dạ, cả nhà rồi. Đúng rồi. Con quên rồi. Đại quý cái thường sĩ gấp cho đại quý cái nè. Rồi. Kiếm rồi sao? Ồ, bạn ngon quá. Vừa ăn. Vừa ăn hả cậu? Ở trong nhà coi còn nhiêu đem ra hết em ơi. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Nói chứ nhiều lắm luôn á. Thượng sĩ vừa ăn là không đủ à. Thôi đâu nãy mày đại quý miếng lạp xưởng rồi. Rồi. Bây giờ mời đại quý ly nè. Rồi hả? 30 năm mới gặp lại uống vô đế nè. Làm đúng không? Làm luôn nè. Uống ngon bia. Đi đây quay mau quá trời. 30 năm trời. 92 đó. Dạ. Em ngồi đi cầu hai. 26 tháng 12 năm 92 thôi, ăn xong một ngày đi. Trời ơi, lùa hủi ăn chảy hủi, anh quên mấy chục năm ha. Đồ bếp, vô cái bếp. Bây giờ con xin phép con mời cậu Tám đi ha. Dạ, con mời cậu Tám. Lên chảnh bao nhiêu năm? Nói chung là chính xác là 26 năm là về. Thì là về đây là làm nhà, về đây được 3 năm mấy rồi. Cậu Tám ăn ngồi đi cậu Tám. Dạ. Hai sáu một bữa cậu Tám đừng có mắc cỡ nha. Dạ. Cậu Tám mắc cỡ thôi, cái chén cậu Tám đầy luôn á. Ông ăn hơi đầy luôn á. Mấy cậu mấy gì nghe cậu Tám là mắc cỡ nhất. Cậu Tám cậu Mười. Phải không Út? Bữa nay năn nỉ lắm hai cậu mới lên sống một khó quê hương. Ngày xưa là mẹ con mắc cỡ nhất. Sau này mẹ con gặp cha con mới không mắc cỡ thôi. Sao mới hết mắc cỡ chứ ngày xưa mà hồi nó còn ở trong gia đình đó là mẹ con mắc cỡ nhất. Con mời cậu Tám, ly cậu Tám mời cậu. Dạ. Năm nay lạp xưởng ngon, năm ngoái cứng. Nói mình thịt nhiều. Nãy giờ Út thử hết chưa, chưa món thử chưa Út? Ok luôn. Vừa món giòn nha. Vừa ăn luôn, thật sự luôn. Chính khoái củ cải kìa. Củ cải vừa ăn quá. Dạ, củ cải muối á ha. Chứ ai làm vậy? À, chú Út con làm á. Có. Chú Út con làm. Trời chú Út, giỏi chú Út. Không ngờ luôn á. Giỏi lắm, giỏi. Giỏi lắm nha. Im lắm đó. Giỏi rồi đó. Ai chỉ sao mình làm vậy? Vậy không? Hôm bữa đó có đu đủ á, giòn lắm. Ngủ non rồi đó. Mình làm có đu đủ à? Ừ. Nói chung rau củ cái nào cũng đủ. Còn khấu rồi, đu đủ chắc chắn. Cái nào anh ngon? À, em nói sao? Ngon cái bắp cải á. Bắp cải hả? Nãy giờ thử lạp xưởng chưa? Xong chưa? Anh mới ăn cùng lâu à. Vậy hả? Anh em mình tiếng ai? Mình mới rau thử cái là nãy giờ đâu không? Bắp cải hả? Dạ. Bắp cải giòn á, ăn có cải trước. Đã lắm. Cái năm nay vừa ok đó. Cà gót cũng ngon, củ cải cũng ngon. Dạ. Vậy là năm nay nhà mình ngon. Ok năm nay nhà mình ngon. Rồi, nhà mình. Củ cải gót này dùng mày hả? Củ cải gót thì cũng được ta. Sao nó phao phao à? Nó mềm, nó mềm, mỡ nó đừng mỡ nhiều á. Mà cắn tiêu quá trời luôn, đã luôn. Anh lựa tiêu chưa? Rồi con mời chính nha. Rồi, vô. Này hả? Tụi con làm mà. Cái màu, cái màu. Ngon quá. Con ngồi đi chính. Rồi. Dạ. Mẹ 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 cái đó. Dừa muối. Ngay đó, ăn chua. Mít đi vậy. Con ăn nổi cho mẹ được đâu. Giòn ghiêu ghiêu luôn á chứ. Mày cái gì món làm đạt ghê. Đạt được rồi. Không hôm nay mình làm đạt. Ấy nó tèo 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 vì ăn ngay giòn lắm, giòn ha. Không phải, con lỡ dính miếng tôm khô nữa nó ngon quá trời. Ăn vô món dính tôm khô nữa. Ngày mai nhà con gói bánh đó chính. Ngày mai nếu mà chính với dì ba có quẩn quẩn công chuyện á lên gói bánh chơi.
chín đậu bí rối chín lên chơi cộng đi chín ba rồi dì ba gói hay lắm á. Nhưng người dạ. Dì ba chắc giờ còn gói được chứ hả dì ba à bữa nay kêu chị ba lên chị ba hổ 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 bây giờ chị gói bánh ít rồi mấy cái bánh kia không biết gói cộng giấy bánh tét cộng giấy cộng không à hồi xưa đâu có gói gì đâu bánh ít thì biết mẹ con là không biết có bánh am, không biết có bánh tét rồi. Những hôm nào mẹ con tại vì cha con giỏi quá nên mẹ con không làm biết làm gì hết. Dạ. Ngày mai là nhà con gói bánh tét á. Dạ. Ủa, chưa chưa. Dạ. Dạ. Vậy đi mua bột kìa cho dì ba gói bánh ít chơi tại vì ba biết gói bánh ít. Dạ. Ba gói bánh tét mà thêm dì ba phải gói thêm bánh ít. Bánh ít thì biết gói. Hồi xưa cột không mà đâu có gói đâu. Gói cũng được mà nó xấu. Nó đẹp quá, đầu được nhỏ vậy ba. Mình là gói thì được mà tấm cái đầu á mình tí sao cái bột chặt quá hồi là nó nở cái đít ra. Nó dồn xuống á. Ngoài ăn được không mày? Ngoài ăn được không? Dạ. Hai chén hay gì à? Chén một. Dạ. Duy nhất chén mà thịt không cũng nhiều. Ăn một cái. Rồi mà cô tám ơi. Tám thì hơi tôi Út Thiện. Có ngay đặt cọc trước á, đặt cọc trước. Đặt cọc trước rồi. Nói chung là đại bàng gọi chim sẻ là lụm liền à. Hồi nãy Út Thiện mời cậu 10, bây giờ cậu 10 mà Út Thiện. Rồi trả lời mới được chứ. Rồi đẩy một ly nhóc nhách cho chú Út với lại cậu 10 chàng chê luôn. Chàng chê luôn, chàng luôn. Chàng chê tình cảm chim sẻ gì đại bàng gọi chim sẻ bay ra đại bàng quất chim sẻ. Chịu luôn. Rồi. Băng nhậu rồi, băng nhảy nhạc hiếp hớp nữa đó. Dạ. Có mà, ngày xưa có hết luôn mà. Ở đây cậu bộ cậu 10 thấy mạnh là ta. Quá quá tỉnh. Cậu 10 thấy vậy chứ. Đã không không nghe thấy gắt bây giờ. Dậu giờ mai mới xỉnh hả chứ. Dậu giờ mai mới xỉnh. Như dì ba thấy là con chia sẻ những cái bữa cơm gia đình ở trong gia đình vậy đó. Hằng ngày để gửi đến bà con rồi. Thường là rủ ngoại lên để quay video rồi dì ba cũng như là lâu lâu mới về đó. Thì rủ ngoại lên để cho dì ba xem luôn mà ngoại mắc cỡ lắm dì ba ơi. Ngoại không có chịu quay phim chụp hình. Mắc cỡ anh kia đó trời. Mẹ sợ ăn đổ tháo á, người ta cười. Mẹ sợ mà đói. Ăn không ăn cái đòi với tô ra gốc ăn ở nhà cũng không không phải bả mắc cỡ mà ăn quen ở trong tô rồi nguyên nó cứ cho bả cái tô rồi bả lên giỏng bả hắt bả ăn vừa hắt vừa ăn bả lên vừa đưa giỏng vừa ăn chứ không phải là ăn chung mà để ngồi lên bàn là bả không ăn được. Dạ quen rồi bởi vì có cho bả ăn thì bới vô tô đủ thứ hết ở trong rồi xong rồi cho bả ngồi giỏng bả ăn không sao hết lên bàn nghe đồ ăn riêng để lên bàn không thích ăn quen rồi đó tới giờ lên giỏng lên bàn một chén chứ lên giỏng mày ăn hai chén. Dạ. Có những bữa mà gia đình con vẫn nấu ăn vẫn chia sẻ video á thì cũng có bà ngoại lên nhưng mà bà ngoại vô nhà ngồi trên võng á hoặc là ngồi ở ngoài nhưng mà ngồi trên võng bà ngoại ngồi ăn thành ra là rủ bà ngoại nhưng mà đôi lúc á là ngoại ăn thấy không thoải mái thì cũng mình cũng không có được thoải mái thôi cho ngoại ngồi ở trên võng ngoại ăn thoải mái xíu không, nhưng mà có bà ngoại á vậy mà mấy người bạn rồi cũng thích gì cũng thích coi có bà ngoại. Dạ hết bữa ngoại lên đây làm video với con nha. Mẹ mốt mẹ mới vô ngoại ăn vô ngồi vô ăn ta thích mẹ ngồi vô rồi có gì ta cho tiền làm một cái video vậy ta cho 50.000 chịu không ngoại lên nè ngoại gì nè con cho tiền là ngoại chịu hết trơn. Dạ ngoại lên mà ăn cơm đi tháng còn trả 5 triệu. Cái này chứ lên ngoài quá ngoại á không nhiều 50.000 ngoại cũng thích nữa ngoại có tiền là ngoại vui à nhiều ngoại vậy đó. Chọn bánh mứt tết ra đây ăn luôn mày. Có luôn hả tiết mục này luôn ha. Gần tết rồi ăn bắp cho chắc hả ngoại. Việt Nam mình là hay ăn hay chưng mấy trái bắp đồ á gì ba mấy ngày tết ngay nữa ngay mùng 1 tết đó phải không. Dạ. Cho nó ba chắc chắc dạ. Chắc chắn phải không bà con ông bà mình nói là ăn cho chắc như bắp. Hồi giống hồi 3 năm về trước đó gì về cái gì chín sáng ra nấu đưa phát cho người trái bắp. Dạ. Ăn cho chắc hả gì ba. Ừ. Dạ. Anh Hiếu bữa nay ăn no không anh Hiếu? No quá. No, dạ. Vậy là ăn ăn đồ ăn ở Việt Nam cũng được ha? Ăn món ai được. Dạ. Ăn đồ ăn ở đây được không? Dạ, anh Hiếu giờ đây ăn uống thì vẫn sinh hoạt bình thường. Bình thường, tại vì dì ba không tưởng là ăn được. Mình ăn cái mắm kho, bún mắm luôn kìa.
Dạ ăn được luôn. Ừ ăn được luôn tại vì dạ. Vì không có tưởng nó không có ăn gì nên không có làm gì đó. Dạ. Rồi nó đi gò qua nó ăn bún mắm nữa kìa. Rồi bữa đó cậu nhẫn kho cá kho mắm nó cũng ăn luôn. Mà kho cá kho khô rồi. Về ngoại đãi cá kho khô cho anh Hiếu ăn. Cá kho rồi ăn hết trơn ở bển nó đâu có ăn cá nó ăn khô. Dạ. Ha. Ừ. Vậy đây vậy đó, vậy đây là nó. Dạ ha gì vậy. Anh Hiếu nói bà ngoại ăn nhiều như anh Hiếu vậy đó là sẽ bự lên. Nó nói đó, nó kêu bà ngoại ăn nhiều như nó vậy đó mới lớn để nhỏ xíu vào đó. Ôi bánh mứt Tết ra tới. Đó. Đó. Hai em tiếp viên đẹp gái. Hai em tiếp viên quay trở phải cho tiếp đó. Cái này là cũng là những cái món ăn ngày Tết luôn. Mình sẽ chuẩn bị là nhưng mà gia đình mình là từ bây giờ là đem ra ăn luôn ha. Ừ. Cũng đây nhiều loại lắm á. Bánh Tết của Việt Nam. Ừ. Dạ. Mà theo kiểu tân thời bây giờ. Hồi đó thời của bà ngoại có là cái gì ta? Thèo leo. Thèo leo. Mà nó cứng lắm. Nó cứng dữ dữ, dữ lắm luôn. Dạ, giờ nó đỡ được một chút. Dạ. Ăn này đi. Mày, mày ăn nào con lấy cho mày. Ăn nó đậu. Con bà ngoại ăn cứng. Anh Hiếu nói bà ngoại không ăn cứng được. Nó cũng không ăn luôn, tại vì nó ăn cái gì không biết mà cái hai cái nấu ăn của nó lấy bữa nay ăn được chứ không. Cái ngoại chắc ăn nó được cái này. Cái nào mềm mềm á. Bóp lên là nó nhảy lên là. Giống bịt. Giống bé, giống bé. Cho bà ngoại giống nít. Cho mình bé. Bé ba. Bé ba đó. Cặp dưa. Không phải ăn, không phải coi đâu. Ăn đi. Ăn giòn luôn, mắc ớt luôn mà ăn được nè. Ừ, chặt đi, chặt nước dừa lên đi. Bên cho anh uống dừa. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Năm nay dì ba về ăn Tết với ngoại chắc ngoại vui lắm ha. Tối ngủ luôn tối ngày rồi ngồi ở dưới chứ không không ngủ không gì. Dạ, quá trời vui rồi năm nay. Ba đã giữ tối ngày. Có một bữa mấy đứa nó lội, bả lội đi hết nhà dì Tư, nhà cậu hai bây giờ nằm ở nhà không. Dạ. Tại năm nay là ngoại 80 90 rồi. Ủa vậy con nhớ 89 kìa. Không, 90 dạ. Rồi, ngoại 90 rồi. Dạ. Được rồi, quý ban làm cái gì chưa? Mừng thọ 90 tuổi cho bà ngoại. Anh nữa chứ. Dạ. À. Vậy là anh Hiếu cũng thích đi theo nói chuyện với bà ngoại cũng giỡn lại với anh Hiếu. Đọc bả. Ngoại năm nay đeo vàng hơi nhiều đó nghe ngoại. Không thấy anh tay hai ba chiếc. Anh Hiếu mới mua cho kìa. À, chị. Ok. Đúng hơn rồi nhá. Xin thêm, mãi xin thêm. Mãi chị chỉ chiếc nhẫn thôi vậy.